Công ty Minh Motor xin giới thiệu tới quý khách một trong năm kho hàng trưng bày sản phẩm motor lớn nhất Việt Nam. Đây là hình ảnh trục vít vỏ nhôm NMRV, trục vít vỏ gang, motor giảm tốc mini đi kèm với biến tầng có khả năng điều chỉnh tốc độ, bơm nước ly tâm gắn vào động cơ xuất khẩu châu Âu, motor một pha vỏ gang, motor một pha vỏ nhôm mặt bích, chân đế, motor giảm tốc 3 pha chân đế và mặt bích, motor ZW hay còn gọi là motor đồng rung, motor EIG hay còn gọi là motor fan, motor IB2 hay còn gọi là motor vật nổ và các loại động cơ điện khác.